khi trước khi chị mua đất ấy, là cái số tiền này mình chuẩn bị là mua là mình dự kiến là 600 mấy 700 triệu theo như cái lời mà Nguyễn Thị Thanh Thúy chia sẻ đúng không? Nha. Thanh Thúy hay gì đúng không? Nha. Ừ. Là nhưng mà thực sự là đất chị chưa thấy. Nha. Nhà thì không. Nha. Mà chị chỉ là vòng xoay An Phú thôi. Nha. Còn ở đâu mà có hay không là chị chưa nhìn thấy. Nha. Đúng không ạ? Nha. Rồi hiện nay thì chị đã giao cho người ta bao nhiêu tiền rồi? Tổng cộng là có trên 300 rưỡi. Trên 300 triệu. Nha. Chị giao cho người ta tiền đó tiền gì? Là tiền vàng dòng này kia bao rồi em hỏi nợ ngoài nữa, nó kêu em hỏi mượn nữa. Không, em đang chưa nói mượn, em nói là tổng số là chị giao cái thời điểm đó là đặt cọc hay là mình trả tiền luôn? Dạ đặt cọc. Đặt cọc bao nhiêu tiền? Nó đưa chưa, nó kêu đưa trước bằng giấy tờ. Rồi. Rồi đưa từ từ lần 5 chỉ hai lần. Rồi 5 chỉ vàng. Dạ. Vàng bao nhiêu 24 đúng không? Vàng 24 là hai lần một chiếc vòng với trọng dây. Ở dưới chợ Vĩnh anh, tại vì cái ông cha nuôi á là ông thờ bà ngoại chồng, và bà ngoại chồng là cho về là cho số đó là ông ấy mới điện lên là kêu em đi mua, em nói mua trên này không có, ông nói vậy thôi để ông dưới ông tiệm ông mua cho, rồi ông gửi ra ông gửi lên cho đổi, rồi trúng xong ổng mới điện lên ổng mới trúng đó rồi để bác đem lên bắt đổi cho, rồi đem lên cái nó chặn đường, nó nói là để con nhỏ này nè, nó để con chở rồi em rồi anh ngắt lời em nè, chở ổng đi rồi anh ngắt lời em cho anh hỏi em tên gì? Nguyễn Thị Kim Mơ. Rồi em quê quán ở đâu? Ở chợ mới An Giang. Chợ mới An Giang ha. À, mình hiện nay đang sinh sống tại đâu vậy? Ở đường 19 Thuận Giao. Được Bình Dương ha. Rồi, hôm nay em về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Bình Dương để tìm một người phụ nữ đúng không? Lừa đảo em gọi là số tiền đặt cọc nhà. Nhưng mà anh mới chợt nghe được một cái câu chuyện ấy là em chia sẻ là em trúng mấy chục tờ vé số đặc biệt. Em trúng lâu chưa? Trúng hôm mười mấy Tết rồi. Mười mấy Tết. Rồi em trúng. Nó mới chảo lên. Rồi em trúng đó là em mua vé số ở đâu? Mua số Trà Vinh. Mua Trà Vinh. Em đang An Giang em về Trà Vinh. Ông già nuôi ông ở dưới. Ông ấy mua cho em. Ông mới mua cho em, ông nói là mua cho nên không có. Ừ. Ông nói để dưới ông tiệm. Nhưng mà cái vé số cho anh hỏi này, vé số hôm đó là mình nằm mơ để mình mua tờ vé số hay là lý do gì phải mua tận đó? Đó là bà ngoại ổng thờ, bà ngoại chồng em ở dưới á. Là đi theo ổng không thờ. Rồi ổng mới nói là bà ngoại về cho số vậy đó. Rồi để bác mua con kiếm ở trên đây con mua đi, nào con mua không có con điện cho bác hay. Rồi em mới nói là mua trên đây tìm không có, đi suốt ngày nay luôn nắng hơn không có thấy, không thấy nhà bán hết trơn á. Ổng nói thôi vậy để ổng kiếm con mua cho. Rồi ổng kiếm mua trúng ổng mới điện lên. Rồi ổng nói để ấy người bắt lên bắt đổi. Cuối cùng là mua mấy tờ? Dạ, đợt trước là 5 tờ. 5 tờ. Đợt 5 tờ là vé số ngày mấy, tháng mấy, năm mấy em? Hôm tới này em không có nhớ nữa. Dạ, ông nói là vậy là có trúng không? Dạ có. Trúng thì tiền đâu hết rồi em? Thì trúng là nó mới trúng một đợt đó rồi. Rồi ông mới nói là còn 9 tờ nữa. Là sao? Trúng một đợt thế sao rồi? Vậy em mua mấy lần? Em mua mấy lần? Ông mua là 2 lần. 2 lần. Dạ. Rồi ông mới có thông báo mua xong có thông báo là số gì cho em không? Dạ không. Không. Em có hỏi, em có nói. Là mấy ngày sau ông mới điện lên là ông nói một đợt trước là 5 tờ, đợt sau là 9 tờ. Ừ. Tổng cộng là 2 lần mua vé số đó có trúng không? Dạ trúng. Trúng bao nhiêu tiền em? Một đợt trước là 5 tờ là 9 tỷ 520 triệu. Gọi là 9 tỷ rưỡi đi. Dạ. Rồi. Đợt sau là 9 tờ là 16 tỷ 550 hay gì? Gọi là hơn 20 tỷ. Dạ. Cái số tiền này em đang để đâu rồi? Giờ nó cho em mượn hai cái, nó cho em hai cái sắt đó. Ai cho mượn? Con bé Nguyễn Thị Thanh Thúy nè. Nguyễn Thị Thanh Thúy. Dạ. Cho em mượn hai cái sắt. Tại sao nhà mình không đem gửi ngân hàng? Em nói là em để người gửi ngân hàng. Hôm cho anh hỏi lại, hôm trúng vé số của ai biết không? Dạ có chồng em với nó thôi. Chồng em là hôm trúng vé số là ai người đi lấy tiền, đánh tiền? Nó ổng mai với Trà Ninh em lên. Cầm tiền lên. Dạ, bỏ vô trong bao chở lên. Chở lên, chở bao tiền mấy người đi? Ổng với con mắt mù. Mắt mù chở bao tiền lên. Dạ. Ông lãnh tiền cho em. Dạ. Là ông gọi là ông cha nuôi hả? Dạ cha nuôi. Cha nuôi đi lãnh tiền dùng. Dạ. Và cha nuôi chở bao tiền lên. Dạ. Có một bao tiền một xe mà chở mấy chục tỷ hả? Dạ. Có thuê bảo vệ không? Dạ không, đi ông như dạng nhà trong đồng mà đâu có là làm lên là mình dính số đâu. Vậy ông, là người ông đi á. Thế khi mà gia đình em hoặc là em biết được thông tin mà em trúng mấy chục tỷ này em thấy làm sao? Trong người em sao?
lo chứ xong lo. Nó tại sao mình không gửi ngân hàng? Sao mình không gửi ngân hàng? Tụi em nói là đem lên đi rồi con gửi ngân hàng. Cái con này nè nó nói được có gửi ngân hàng nó giật đó. Rồi đương số ngân hàng đó, nó đương thiếu nợ. Đừng có gửi là nó tịch thu con lấy luôn đó. Thôi để con đem cái hai cái sắt con cho má mượn. Rồi nói rồi nếu vậy thì mày đem qua cho tao mượn đi. Nó nói thôi vậy để con đó hỏng ghé nhà con bỏ vô đó rồi con trả qua cho má. Rồi đem nó nói là ổng với nó là bỏ vô sắp bỏ vô một cái cách sắt nhỏ là 5 tờ, cách sắt lớn là 9 tờ. Nhưng mà anh hỏi lại khi khi trúng 5 tờ thuế số đầu tiên ai là người đến lãnh tiền hay là cái người cha nuôi em chỉ báo cho em là trúng 5 tờ? Ổng chỉ báo thôi. Báo cho em đã nhìn thấy tiền chưa? Đã lấy tiền về cho em chưa? Chưa lấy tiền trong hai lần sau à, một lần sau nữa trúng 9 tờ. Ai là người gửi tiền đi mua vé số? Ông chính không mua luôn. Tại sao ông này không mua vé số mà ông không nhận luôn mà ông lại phải báo cho em chí? Sao ông lại báo cho em? Ông đi mua vé số mà ông sao ông báo cho em chí? Tại vì ông mà làm thầy đó. Ông là thầy bói đúng không? Dạ. Ôi thôi thầy ơi. Rồi thầy bà không quan tâm nhưng người ta làm thầy thì có người ta có lấy tiền không? Dạ không. Thầy gọi là thầy ông xem cái gì? Tử vi hay là xem sách, xem số, xem tướng? Dạ ông giúp đỡ những người mà. Thầy ông có cúng không? Ông á vong nhập ơi, đây là ma quỷ rồi. Đây là tâm linh rồi. Chúng này trúng gió rồi. Không có, anh phân tích cho em nghe này. Hiện nay là cái số tiền là gần 30 tỷ. Em đã nhìn thấy tiền chưa? Dạ chưa. Đấy. Chưa nhìn thấy tiền thì tại sao mà em lại nói là em gửi trong két sắt? Không, nó nói là nó đón ổng vậy. Ổng nói là 3 giờ chiều này ổng lên tốt. Không, anh chưa hỏi là cái người phụ nữ khác rút rút tiền cho em. Dạ. Nha. Anh đang hỏi em là cái một cái phi vụ mà trúng 5 tờ vé số. Em là người nhờ ông thầy bói đó. Đúng không? Ông thầy chùa đó. Gọi là tu giả thầy mà thầy giả tu đúng không? Cúng khấn đúng không? Mua tâm 5 tờ vé số có đọc, em có đọc cho người ta là mua đúng cái số đó không? Ông đưa ông đọc cho em, ông đọc cho em ghi. Đọc cho ghi nhưng mà đọc cho ghi nhưng em có mua không? Em mua mà không có. Rồi em đi tới đó mua mà không có. Không có, em nhờ ông ấy mua. Em bỏ túi đi về rồi gớt mắt đi. Rồi xong em nhờ ông mua. Em mới nhờ ông mua. Ông ấy mua cho đúng số, những cái số đó không? Dạ đúng. Đúng, em đã nhìn thấy ông có chụp cho em xem không? Ông chụp cho em coi. Coi luôn. Dạ. Số hôm đó là số đặc biệt giải mấy? Không, nó giải nhất đó. Giải nhất, giải đặc biệt đúng không? Dạ. Đây hôm nay chúng là gần 10 tỷ đúng không? Dạ. Chưa đây còn 9 tỷ mấy đúng không? Rồi số tiền đấy người ta có đưa cho em không? Dạ, ông chưa có đưa. Ông chưa đưa. Để có thể bắt đem lên cho. Ôi rồi, trời ơi. Rồi sau cái là 9 tờ nữa ông nói thôi vậy để bắt đem lên. À. Con này nè nó nói 3 giờ này ông điện, ông lên tới thôi để con đi trước. Rồi. Tại vì em giữ em bé mới có mấy tháng à, rồi nó nói để con rồi. Bây giờ này, anh xin thành thật chia buồn với em nha. Xin gọi lúc của anh nghe là cái câu một chuyện mà một người ngồi trong đội hiệp sĩ của Hiểm Dương là trúng 2 tần lần với số đặc biệt là người anh nổi da gà luôn rồi nha. Nhưng nghe là cái câu chuyện mà em gửi tiền trong một cái két sắt của một cái người lừa đảo để cái người ta đi mất, cuối cùng đến giờ phút này là người ta báo tin là bị công an bắt rồi nha, là mất tiền rồi, tiền vi phạm pháp luật. Vì vậy anh nghe câu chuyện này anh lại giật mình nữa. Nhưng đến giờ phút này nghe câu chuyện nữa là hiện nay là số tiền em chưa nhìn thấy. Thì gọi là tóc anh lại dựng lên rồi. Nhá, bây giờ anh chưa nhìn thấy tiền mà em chưa nhìn thấy tiền. Vì vậy anh khẳng định em là đấy là trúng số là ảo tưởng, ảo giác. Đấy là sự lừa đảo, là dối trá. Đây là những ông thầy gọi là thầy bà, thầy cúng, thầy tu, tu hoành gọi là mượn mác để lừa đảo thôi. Còn không phải người ta thật. Nhá, không có thầy nào nếu như trúng số thật mà em không nhìn thấy trúng số, nếu có trúng thật đi chăng nữa, người ta cũng ém người ta lấy luôn, không bao giờ người ta đưa cho em. Vì vậy hiện nay những thông tin em chia sẻ lên trên là không đúng sự thật nha. Em đây là em chỉ nghe em tin người. Vì tin người hôm nay em mới bị lừa. Một con cáo già đã lừa em để đặt cọc nhà đất đúng không? Rồi em cứ ngồi đây lát anh em trò chuyện với em tiếp sau nha. Được chưa? Vậy là hiện nay là anh xin chúc mừng em là chưa trúng số. Vừa đầu tiên là chúc mừng em là trúng số, nhưng bây giờ là dựng tóc gáy rồi, là chúc mừng em là chưa trúng số nha. Mà bữa đó đêm đó cha của con bé này nằm giỏng á, là thấy bà ngoại của anh về nói Nhân ơi bà ngoại cho con vậy con có lấy được chưa, con lấy lọc của ngoại ngoại cho trúng rồi đó con có lấy chưa? Trúng. Ông mới bắt người vậy đó. Trúng. Đây là trúng gió thôi em. Ông mới nói nữa, ông nói nếu như anh là cha ruột em luôn thì có thể trúng số anh sẽ báo cho em biết, nhưng anh là chỉ là một người cha nuôi thôi, mà anh làm ông thầy này là gọi thầy bà. Hiểu từ tay bà không? Chúng anh ém luôn cho gia đình anh biết thôi. Thậm chí vợ con anh không biết. Không có lý do để anh cho em là một người con nuôi, một người không dòng họ mình để biết, mà lại cầm tiền, chở tiền, bao tiền. Mà một người ở vùng quê không bao giờ chở một xe tiền mấy chục tỷ đến giao cho em, mà em lại gửi ngân hàng. Mà anh khẳng định em luôn, riêng cái két sắt anh chưa biết là két sắt nào. Nếu két sắt của nhà dân không thể được mấy chục tỷ. Anh khẳng định là két sắt của nhà dân nhé, bình thường không bao giờ được mấy chục tỷ. Được chưa? Nha, chấm hết à.
Vì vậy cho nên cái câu chuyện này khẳng định là mấy em là không có thật, người ta lừa em thôi. Vì vậy ông thầy về xóa số ngay, xóa số liên hệ ông thầy nhá, được chưa? Đừng có tin vậy, không có chúng đâu nhá, nhá chúng lừa rồi, nghe không? Em bị lừa đau đớn lắm. Rồi chồng em có biết cái phi vụ trúng số không? Biết chứ. Biết chồng em có đi lãnh tiền không? Sao đây lãnh tiền không? Biết mà ổng nói mày sẽ mày chở cho tao gặp mặt ổng. Gặp chưa? Nó nói để đi rồi mai con chở. Gặp chưa? Lừa hoài nó không cho thấy nữa. Rồi. Không cho. Cuối cùng là chưa gặp ông thầy đúng không? Dạ. Ông thầy đó là ông muốn ăn thịt em luôn chứ không phải thầy đâu. Thầy này chắc nhìn thấy ngon quá, con nuôi ngon ngon quá muốn chén rồi. Nhá. Đây là nói thật, nó chân tình tế nhị lịch sự nhá. Về nhìn em cũng sáng sủa này, ông thầy này ông lớn tuổi chưa? 60 chưa? Đấy, biết ngay, đoán đấy chưa? Ông thầy là 60, là ông này là gọi là thích ăn cỏ lon nhá. Rồi. Đấy. Rồi. Đâu con này nó chơi nó với ổng chơi. Rồi. Đây, kính thưa cô chú anh chị, ai ngồi đây là chưa có người yêu là có người yêu luôn này. Đấy, hôm nay thì anh em đội hiệp sĩ Hải Dương là nghe cái câu chuyện là phải nói là hết sức phải nói là gọi là giật mình vì mỗi câu chuyện là một chị gái báo tin là trúng số. Vậy các anh em tưởng là bao tiền to lắm, nhiều hóa ra đấy bao tiền trên mây trên gió mà. Thôi lát nữa anh em tiếp tục trò chuyện với chị gái sau nhá. Xin chào quý vị các bạn. Thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Rồi, xin chào chị gái nhé. Chị có thể chị giới thiệu chị họ tên là gì? Em tên Nguyễn Thị Kim Mơ. Rồi, mình nguyên quán ở đâu chị? Em nguyên quán ở An Giang mà lên đây em mua nhà ở đây. Dạ, rồi. Hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ của Bình Dương là nhờ cái vụ việc gì cụ thể em sao chị? Con bé này nó lừa em, nó nói em bán nhà, bán đất cho em á, mà hồi năm rồi 2022 đó, nó kêu em đưa tiền đưa vàng cho nó, là nó làm sang giấy tờ sang tên cho em. Mà nó lừa tới ngày hôm nay luôn, mà cứ nó nói nay mai người ta đo hoài mà không thấy ai vô đo hết trơn á. Đo là đo cái gì chị? Đo đất á. Ồ. Rồi á, em thấy vậy á, từng vừa gọi em đi về quê, em lên rồi là em qua nhà nó, là nhà đó nhà thuê. Là nó dọn đi rồi, người ta nói là nhà đó nhà mướn chứ không phải nhà của nó. Rồi em mới điện cho nó, rồi nó nói là nó ở đâu không có liên quan, miễn nó mượn nó trả, nó lấy nó trả thôi. Đúng ngày 29 tây tháng 3 nó qua nó trả. Rồi em điện nó là nó không bạch canh luôn, không nghe máy nữa. Dạ, chị cho em hỏi thế này. Cái câu chuyện mà mua bán đất ấy, là trong thời gian vừa qua xảy ra rất nhiều người đã bị lừa đảo. Chị dạ. Có thấy không ạ? Dạ. Rồi hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Bình Dương là cụ thể cái vụ việc mà mua bán đất làm sao, cái người đó họ tên là gì chị? Nó tên là Nguyễn Thị Thanh Thúy. Nguyễn Thị Thanh Thúy. Dạ. Năm nay là bao nhiêu tuổi chị? Năm nay nó sinh năm 1987 á. 87 tuổi, mão mèo à. Dạ. Rồi cái người này quê quán gốc ở đâu chị? Nó ở Thủ Đức Linh Xuân. Linh Xuân Thủ Đức ha. Dạ. Phường Linh Xuân thành phố Thủ Đức. Dạ. Đúng không? Rồi còn là thành phố Hồ Chí Minh ha. Dạ. Rồi hai mình mấy cái người phụ nữ này là quen biết nhau lâu chưa chị? Em quen biết nó hồi lúc mà qua sang năm 2022 á, là em có lên chợ với viện á, em buôn bán trên đó, bán trà sữa này kia cho trong dãy chợ đó. Rồi em mới, nó ra tới lui nó mua trà sữa, nó mua này kia nó ăn á, rồi em mới quen biết nó. Rồi em hỏi nó nhà cửa nó đâu, nó nói nhà cửa nó ăn phú á. Rồi từ từ nó ra chơi quen thân với em, rồi em mới nói là sao có nhà cửa mà không dở. Cái này ở đây với cha với mẹ chồng với chồng nó không, mẹ chồng nó với chồng nó không chịu về bển ở nên nó mới chịu đựng ở nhà trọ. Rồi nó mới tìm hiểu chơi qua lại gì đó, nó nói giờ nó muốn cần bán nhà trọ đó với nhà đó đất đó là nó giấu chồng nó, không cho chồng nó hay, là nó nói là tài sản nó là của cha mẹ nó. Nó không muốn cho bên chồng nó biết. Dạ. Rồi em nói là bán nhiêu. Cái này thì mua đi, hồi đó giờ mẹ nó mua nhiêu thì nó bán nhiêu. Dạ. Nói nếu mà bán gì thì bán cho chị thì chị mua. Rồi nó bán cho em. Nó bán cao quá tao không mua. Nói thì tao mua, nó nói thì em để nói cho. Rồi nó mới kêu em đưa vàng cho nó đi, rồi nó sẽ làm giấy tờ sang tên cho, rồi dọn về ở. Chị cho mọi này. Chị đang tính mua một cái miếng nhà đúng không? Cái loại gọi là nhà hay đất? Đất với nhà luôn. Đất là gọi là nhà kèm theo đất đúng không? Dạ. Là diện tích là ở đâu và mua bao nhiêu tiền?
nó nói là 1000 mấy mét vuông đó. Ờ. Là cái đất đó làm ở đâu chị? Nó nói vòng xe An Phú. Ờ, vòng xe An Phú, 1000 mét vuông mà giá thành là bao nhiêu tiền? Nó nói hồi đó mẹ nó mua là cái dãy trọ đó là 600 mấy 700 gì đó, nó nói nó bán lợi thôi chứ không có lợi lớn gì hết trơn á. Là bán cho chị là 600 mấy 700 triệu đúng không? Dạ. Rồi. Vòng xe An Phú thì có nhiều nhà trọ không? Chị đã tới chưa? Nó nói vòng xe An Phú lại nắng chút xíu à. Nhưng mà chị đã tới chưa? Dạ, em kêu nó dắt qua cho em coi mà nó lừa em, nó không có cho. Không, em chưa biết là em chưa nói là chuyện câu chuyện lừa. Dạ. Em đang hỏi chị là chị đã tới chưa? Nó không cho em tới. Rồi, không cho tới thì mình đang có ý định là mua. Người dạ. ta có chia sẻ với chị là bao nhiêu phòng trọ không? Nó nói là 16 căn phòng trọ, 2 căn iOS. Ừ. Là dìa đường luôn đúng không? Hay trong hẻm? Dạ, trong hẻm. Trong hẻm 16 căn phòng trọ. Dạ. Và 2 căn iOS. Đất dạ. đó có giấy tờ gì không chị? Nó nói là sổ đỏ, có sổ đỏ đàng hoàng. À, sổ đỏ riêng luôn ha. Dạ. Chị nghĩ sao gần vòng xoay An Phú mà 16 phòng trọ mà 2 căn iOS đúng không? Dạ. Mà chỉ có 600 triệu mà đất gọi là đất thành phố. Dạ. Chị thấy vô lý chưa? Dạ. Đúng không? Mà có sổ đỏ. Dạ. Chị thấy vô lý không? Em đang hỏi chuyện này, chị là chị thấy có vô lý không? Dạ. Có không? Có. Vô lý không? Dạ. Chị thấy vô lý ở điểm gì? Là em nói ủa sao mà đất bây giờ mà rẻ, nó nói hồi đó là mẹ nó mua rẻ, mười mấy năm về trước là mẹ mua rẻ, giờ cha mẹ nó bị xe đụng cán chết hết rồi. Ồ, cán chết rồi. Rồi nó nói là nó không muốn để cho bên chồng nó biết là tài sản của gia đình nó vậy, nó mới bán quả bán diều gì đó. Bán, nó... bán trộm đúng không? Dạ. Bán rụng bán trộm đấy hả? Dạ. Rồi nó nói là bán không cho bên chồng nó biết là để riêng cho con nó. Chị này cho em hỏi thế này nhé. Khi trước khi chị mua đất ấy, là cái số tiền này mình chuẩn bị là mua là mình dự kiến là 600 mấy 700 triệu theo như cái lời mà Nguyễn Thị Thanh Thúy chia sẻ đúng không? Dạ. Yeah. Thanh Thúy hay gì đúng không? Dạ. Yeah. Là nhưng mà thực sự là đất chị chưa thấy. Yeah. Nhà thì không. Yeah. Mà chị chỉ là vòng xoay An Phú thôi. Yeah. Còn ở đâu và có hay không là chị chưa nhìn thấy. Dạ. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. Rồi hiện nay thì chị đã giao cho người ta bao nhiêu tiền rồi? Tổng cộng là có trên 300 gửi. Trên 300 triệu. Dạ. Yeah. Chị giao cho người ta tiền đó tiền gì? Là tiền vàng dòng này kia bao, rồi em hỏi nợ ngoài nữa, nó kêu em hỏi mượn nữa. Không, em đang chưa nói mượn, em nói là tổng số là chị giao cái thời điểm đó là đặt cọc hay là mình trả tiền luôn? Dạ đặt cọc. Đặt cọc bao nhiêu tiền? Nó đưa chưa, nó kêu đưa trước bằng giấy tờ. Rồi. Rồi đưa từ từ lần 5 chỉ 2 lần. Rồi 5 chỉ vàng. Dạ. Vàng bao nhiêu, 24 đúng không? Vàng 24 là 2 lần, một chiếc vòng với trọng dây. Rồi sau này nó mới lấy thêm là cộng dây 18 của con gái em, rồi cộng dây 18 của em, rồi xong luôn. Rồi chiếc nhẫn của chồng em nữa. Ừ. Rồi tiền mặt là riêng nữa. Tiền mặt nhiêu chị? Thì tổng hết là 300 mấy đó. Em giải thích cho chị nghe này, em hiện nay chưa biết cái câu chuyện này tới đâu, em chưa cần hỏi nữa. Dạ. Không ai đi mua bán đất, đúng không ạ? Mà lột toàn bộ vàng vòng từ vợ chồng con cái ra và cả tiền. Đó là một điều vô lý. Dạ. Những số vàng này hiện nay chị đã tính thành tiền chưa? Số vàng ví dụ mình mua là lúc trước bao nhiêu, bây giờ bao nhiêu, giá thị trường bây giờ bao nhiêu, chị tính chưa? Dạ chưa, nó tính là chỉ là số vàng thôi. Ừ. Chưa tính là cái số vàng em đang giải thích chị, nếu người ta mua bán đàng hoàng, bớt nhau ra là khó rồi, đúng không? Dạ. Mà bây giờ không có lý do gì đó mà chị ví dụ như một cái cổng dây chuyền, bây giờ chị mua là chị giá là cả công, đúng không? Dạ. Và thời điểm này là 50 triệu. Nhưng 1 năm sau hay 10 năm sau, công cán nó sẽ tăng lên hoặc nó sẽ giảm đi, có thể là chỉ còn 20 triệu thôi. Dạ. Nhưng lúc chị mua là chị tính 50 triệu hay 20 triệu? Là nó nói là nếu mà đưa vàng cho nó vậy á, sau này nó kho bao nhiêu vàng của em thì nó trả lại, còn tiền là phải trả cho nó. Ờ, gọi là cầm vàng cho chắc ăn đó, đúng dạ, không? Dạ, dạ. Thì gọi đặt cọc. Khi đặt dạ. cọc mình có làm đem giấy không? Dạ không. Không ghi giấy? Em nghĩ quen biết rồi, em không có làm giấy tờ gì nó chứ. Hai nhà chứ có gần nhau không chị? Dạ. Hai nhà gia đình có gần nhau không? Dạ, anh ở lúc trước là anh ở nhà trọ với bạn. Ừ. Em mới lên đó buôn bán, mới quen biết nó. Ừ. Rồi sau này rồi em chồng nó mới khi dễ nó làm gì nó có nhà. Rồi nó mới về, nó về rồi nó nói là nhà của nó là bên Bình Chẩn á, nó dọn về cho em chồng nó nể. Rốt cuộc là đổ bể ra là ha, nó cũng nói với thằng chồng nó là nhà đó nhà của nó. Không, em đang hỏi chị này. Giữa chị và cái Thanh Thúy này á, là sinh năm 87 này nè, đúng dạ, không? Dạ. Là biết nhau lâu chưa? Dạ biết nhau có 7-8 tháng gì à. Ôi trời ơi. Mới 7-8 tháng. Dạ. Người ta có chồng có con không chị? Dạ có. Mấy đứa con rồi? Dạ có một đứa 3 tuổi. Chồng của Thanh Thúy này làm cái công việc gì? Dạ con làm công ty kẹo ở Thủ Đức, ở bên Sóng Thần á. Công ty kẹo ha? Dạ. Còn vợ làm gì? Nó ăn ở không không à? Ăn ở không? Dạ nó ở nhà em là 7-8 tháng nay, nó ở nhà em không. Sáng qua đưa tiền em đi chợ mua đồ cho nó ăn rồi đó.
nó không làm chứ. Không làm gì sao có tiền? Bởi em không, chồng em nói là nó ở ăn nó không vậy mà tiền đâu nó môi đâu ra mà cứ ngày nào cũng qua đưa tiền đi chợ. Ừ. Hiện nay mày nhà báo công an chưa? Nhà em báo rồi mà công an nói là cái chuyện này đưa xuống với tòa Thượng An đi. Người ta mới can thiệp vô, rồi em xuống dưới người ta hỏi biết quê quán chỗ ở của nó không. Nếu mà biết đó, người ta mới làm cho bộ hồ sơ, người ta xử nó. Ừ. Em mà nói giờ là em không biết. Em nói chị nghe này, thật nghe câu chuyện của chị là thật sự rất ức chế. Dạ. Ừ. Khi chị quyết định mua đất mà quyết định tháo vàng vòng của chồng chị cũng như con gái chị và của chị, lột hết những cái gì đã có. Dạ. Gia đình mình có biết là mình đi mua đất không? Dạ biết. Biết là thế, gia đình có hỏi có bàn tán là đất này ở đâu và sổ bao nhiêu, diện tích bao nhiêu và giấy tờ làm sao, hỏi không? Hỏi mà em không biết đường trả lời, em nói sao cứ em? Nó nói vậy đó. Mình không trả lời tại sao mà chồng vẫn quyết định lột dây chuyền, lột vàng, lột vòng kể cả con gái nha. Bởi vậy hai chồng mới muốn lộn, chữ lộn nhau đó. Muốn lộn không? Dạ có. Chồng chị nó uống chị mấy lần rồi? Không có đánh nhưng mà chữ bỏ đi thôi. Mới chửi thôi đúng không? Dạ. Chồng bỏ đi theo mấy gái chưa? Đi chưa? Đi xuống công trình ở làm ở dưới rồi hết hết giận đi về. Hết chưa? Hết giận chưa? Dạ hết rồi. Chồng chị rất may mắn là chị vẫn số đào hoa là được một ông chồng rất yêu thương. Nếu phải ông chồng khác hoặc phải em là em sẽ bế chị vất sự suối luôn, vất cống luôn nha, thả chị cũng cống luôn cho cá ăn luôn nha, chị hiểu không? Dạ. Chị thấy bây giờ thương chồng không? Dạ con. Chồng như thế là bây giờ mình thương hay mình ghét? Trước này thương 10 thì bây giờ thương mấy? Giờ thương mấy? Chị nói thật thì trong lương tâm chị bây giờ chị thương mấy? Rõ ràng chồng chị đang chửi chị đó, nhưng bây giờ chị thương mấy? Thương mấy nào? Nói em nghe nào. Em nghe em sẽ giải thích cho chị để chị tỉnh táo. Thương mấy? Có thương không? Dạ có. Thương nhiều không? Thì đó, vợ trai gái sao thì cũng vẫn vậy. Không, vậy là trước thương 10 bây giờ vẫn thương 10 đúng không? Dạ. Không thương hơn à? Trước thương 10 bây giờ phải thương 100. Nhân lên gấp 10 lần vì chồng mình nó quá thương mình, nó quá yêu mình, nó không lém mình những cống nha, xuống suối. Hiểu ý chưa? Chị đi mua đất mà chị quyết định một cái cách gọi là mù quăng trải nha. Em nói như vậy để cho chị hiểu hơn nha. Bởi em nghe câu chuyện này thực sự lúc chế. Đi mua đất không biết gì về đất, chỉ là nghe trên trời dưới biển dưới mây thôi. Mà đặt cọc không giấy tờ mà dám lột hết dây chuyền vàng vòng từ vợ chồng con cái nha. Và có thể là rất nhiều tiền nữa. Đến giờ phút này số tiền hơn 300 triệu. Đúng không? Dạ. Người ta đang bây giờ hiện người ta đang đâu rồi? Người ta đi đâu rồi? Em không biết nữa. Trước đây chị chưa biết nhà đúng không? Dạ. Không biết nhà mà dám lột dây chuyền rất vàng vòng để mua đất cọc. Đặt cọc thì em thấy chị là chỉ có một không ai, không có người thứ hai. Đúng không? Dạ. Đến bao giờ chị biết là chị bị lừa? Mới tuần này thôi. Mà trong đó mà chị đặt cọc hoặc chị đã giao tiền vàng vòng lâu chưa? Bao nhiêu tháng rồi? Dạ, trong năm 2022. 2022? Dạ. Mà sao giờ lại mới biết được bị lừa hả? Giờ nó trốn đi em mới biết nó bị lừa. Ồ, thế từ trước này chị mua đất này không lẽ hơn một năm nay chị không đến nhà? À, chị không đến xem đất à? Chị đặt cọc chị không xem đất à? Nó cứ nay mai nay ngoài hoài là hết tháng này tới tháng kia đó. Nay mai kìa, nay mai đi xem đất mà có gì đâu là phải nay mai. Dạ. Trước khi xem đất là phải thăm dò. Chồng em nói mua đất mày phải cho gia đình tao coi đất như thế nào chứ mày cứ mà hẹn nay mai người ta xuống đo hoài. Mày làm gì mày lừa tao? Nó nói không có lừa ai hết trơn, thật sự là có bán cho chứ không có lừa ai hết trơn. Thật sự có bán đất trên mây, đúng không? Đất dưới biển, đúng không? Biển thì không có đất nhưng mà lại gọi là đất dưới biển. Mà đất trên mây không ạ? Bây giờ phút này là thua rồi, chị báo công an chưa? Dạ em báo rồi, công an nói. Công an ở đâu? Báo công an ở đâu? Công an phường Thượng Giao. Phần Giao đúng không? Bình Dương đúng không? Dạ. Phường 1 Bình Dương, dạ. Đúng không? Dạ. Ai... Bây giờ gia đình chị đang có hướng như thế nào? Giờ em muốn tìm nó ra đặng em lấy tiền với vàng lại thôi. Tiền bây giờ thì cá ăn hết rồi. Vàng bây giờ chôn dưới đất rồi. Nếu mà người trốn rồi. Chị thấy làm sao? Ức chế không? Chị nghe bây giờ ức chế không? Chị không biết ức chế không nhưng mà em mới là người ức chế. Em trò chuyện chị thực sự ức chế thiệt. Em không hình dung được sao lại xã hội giờ lại có một cái người mà lại dễ đến mức độ tin người, đến mức độ như vậy. Chị trước đây làm công việc gì vậy chị? Buôn bán sao mình không tinh vi vậy chị? Buôn bán người ta phải tinh vi, người ta đánh mùi ý chị. Người ta nghe mùi là tanh tanh, mùi là hôi, mùi là thơm thơm, nhưng mùi này là tanh không à? Còn mùi tanh không à? Mùi hôi không à? Mà sao mình vẫn đưa tiền cho người ta? Lần đầu tiên là bao nhiêu tiền? Là bao nhiêu vàng? Lần đầu tiên thì em bán cộng dây 5 chỉ. Được bao nhiêu tiền? Là được 48 triệu. 5 chỉ sao 48 triệu được?
Ông 28 triệu lẻ mấy đó. Được luôn. Dạ. Lộp mạng luôn. Lộp hết luôn. Là có làm giấy không? Có biết giấy không? Dạ không. Đưa ban đêm và ban ngày, đưa dúi hay đưa lén hay đưa vào trong túi quần? Đưa tại chỗ của thằng em ở. Có ai làm chứng không? Dạ không, có thằng chồng em thôi. Ờ, chồng chị hiện nay là hôm đã đưa thì tiền chồng chị là chồng chị có biết là chị đưa tiền chuẩn bị đưa tiền không? Chồng em đi bán cho em đưa mà. Ờ, chồng bán, nhưng mà mình có chồng có dặn dò là phải làm giấy tờ không em? Làm không? Không nói gì hết á. Thế lần thứ hai là mình đưa vào mấy mà khoảng mấy giờ vào ngày bao nhiêu? Lần thứ hai là em bán từ bữa hôm 4 giờ 16 giờ 30, rồi em bán xong rồi về tới nhà 17 giờ, là em đưa cho nó tại trong nhà trọ nó. Bao nhiêu? Là cũng 5 chỉ. Rồi 5 chỉ tiếp. Dạ. Hai là 5 chỉ. Dạ. Cái 5 chỉ đó là chị lấy của con hay của chị? Cái đó của em. À, của chị. Còn 5 chỉ trước là của ai? Cái đó cũng vậy, cũng của em luôn. À, còn là chị có một cây bán 2 lần đúng không? Dạ. Thế còn lần thứ ba? Lần thứ ba rồi em bán luôn cộng dây 18 em luôn. Ồ, vậy là chị ba cộng dây luôn. Dạ. Mình ba cộng dây nó cũng được rồi. Cộng dây 18 bán là nhiêu tiền chị? Dây 18 là bán là được cộng dây đó là 4 triệu 7 đó. Là bán là nhiêu? Em cũng không nhớ nữa. Và 18 chắc hai mấy đúng không? À, bán chung mấy đúng không? Bán chung như với chiếc nhẫn không? Ừ. Rồi bây giờ thế này, thế còn tiền mặt chị đưa cho mấy lần? Tiền mặt là em đưa đâu 3-4 lần. Bao nhiêu lần nhiều nhất nhiêu chị? Lần 10 triệu, 9 triệu. Đặt cọc đất gì kỳ vậy? Nó đưa nó nói làm giấy tờ người ta lấy thêm nhiêu đó. À. Cứ nó kêu đưa hoài vậy đó. Không tin. Dạ. Thế có lần nào chị lột dây chuyền, lột vàng vòng của con không? Lấy luôn cộng dây của con gái em luôn. Lấy luôn cộng dây con gái luôn. Dạ. Trời, cộng dây con gái là mấy chị? 3 chỉ 6. Lột luôn. Dạ. Con gái chị có phản hồi, có phản ứng gì không? Con gái chị có khuyên chị không? Nó nói bà tài sản mà bán đưa cho nó hết đi. Ừ. Trời ơi. Tổng số đến giờ phút này là 300 mấy triệu chị? 300, có 360, 370 á. Ừ. Bây giờ này chị có điều nào, chị có mong muốn điều gì hôm nay không? Em mong muốn là tìm nó ra là lấy lại thôi. Hôm nay chị về đăng thông tin nhận vào đội hiệp sĩ Nguyễn Bình Dương là chị chia sẻ này có thật không? Dạ thật. Khẳng định là thật không? Dạ. Chị nói lại khẳng định chị có thật không? Dạ thật. Nếu sai? Nếu sai thì em chịu theo pháp luật. Nếu sai chị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Dạ. Đồng ý không? Dạ. Chị có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Bình Dương ghi hình đăng thông tin chị lên mạng không? Dạ. Dạ. Cái thông tin mà chị đọc lại cái họ tin tên của ta đi. Nguyễn Thị Thanh Thúy. Rồi, sinh ngày 27 tháng 10 năm 1987. Lừa chị là cái gì? Lừa em lấy vàng với tiền. Bằng hình thức là có là đặt cọc đất. Dạ. Nhưng mà đất trên mây. Dạ. Phải không ạ? Giờ phút này là tóc gió thổi bay, bay mất rồi, đúng không? Chị nghe giờ là có ức chế không? Bức xúc không? Giận lắm không? Chồng từ hôm nay có phản làm gì không chị? Có. Phản làm. Chồng có bao giờ chửi mới đuổi chị đi không? Không. Về thương chồng chiều nhiều hơn ha. Nha. Đó là một người chồng thực sự là rất hiền, đúng không? Không kiếm được người thứ hai như vậy đâu. Chị được mấy người con rồi? Nhà hai đứa. Hai người con ha. Em nghe cái câu chuyện mà chị vừa trúng số là chị trúng bao nhiêu tờ vé số? Nó nói đợt trước là 5 tờ. Đợt sau 9 tờ. Ồ, trúng 2 tờ số đặc biệt. 9 tờ là ông nói là ông đem lên đây ông đổi 9 ngân hàng cho chú Việt Sinh đó. Ừ. Nhưng nó nói là mày dắt cho tao đi coi. Nó không cho. Trúng lần đầu tiên là bao nhiêu tỷ? 9 tờ được bao nhiêu tỷ? 950 9 tỷ 520 triệu. Rồi còn lần thứ hai là bao nhiêu tỷ? Lần thứ hai là 16 tỷ 550. Tổng số là hơn 20 tỷ rồi. Cái tiền đó đâu rồi chị? Ở đâu rồi? Nó nói công an giữ. Sao công an lại giữ? Nó nói trên đường chở đi nó có là, người báo sao là tiền, sao chị trúng số lại người đó chở đi? Nó cho em mượn 2 kết sắt. À, chị trúng số đúng không? Dạ. Chị cho cái chị trúng số chị không có chỗ để tiền đúng không? Dạ. Rồi sao người ta lại biết chị trúng số? Tại sao, vì sao cái người tên Thúy này biết chị trúng số? Tại vì nói với ông kia là chú Quát. Ừ. Rồi ông mới điện cho nó hay nó mới nói là cho em. Ừ. Là anh trúng vậy đó. Ừ. Thế tiền đó thì người ta lãnh cho chị hay chị ấy lãnh? Nhà ông đi lãnh luôn. Ờ, xong rồi về đưa cho chị, xong rồi chị gửi trong két sắt nhà. Dạ. Cái tên nhà cái người tên Thúy này. Dạ. Mà bữa đó nó có dắt ổng qua nữa. Nó dắt ổng qua hỏi là có sự thật rồi trúng vậy không? Ông nói đúng.
thứ hai á, bắt qua bắt dắt con đi ra công an lấy. Rồi cái đầu á, nó dắt ông về, nói nếu mà vậy thì đưa số điện thoại của chú, của bác cho con. Rồi ổng đưa xong rồi đổ chuông. Rồi tới đợt sau này điện là bật canh luôn. Bật canh luôn, rồi mất cả mấy chục tỷ luôn rồi. Dạ. Mấy chục tỷ chị đã được nhìn thấy, đã được cầm chưa? Dạ chưa. Ồ, vậy là đấy là hình thức là lừa đảo, không có thật đâu chị. Dạ. Mà bữa đó em cũng nói với chồng nó, em đưa cho chồng nó coi tới tờ giấy tiền, số tiền gì đó. Chồng nó nói nếu mà công an giữ á, thì mày dắt cho người ta đi lấy. Nó nói người ta công an hứa là thứ hai đem vô, đi coi gì. Chính nó nói ngồi không, nói với không, chồng nó luôn vậy. Không có công an nào tịch thu một số tiền mấy chục tỷ mà không biên bản, không biên tờ. Yeah. Đúng không? Mà tiền là tiền trúng số, đúng không? Yeah. À, vô lý không? Yeah. Chị thấy vô lý chưa? Với hai cái tivi nữa. Hai cái tivi với một cái sổ hồng nhà của em với một cặp quẹt xe. Giờ là bây giờ đâu hết rồi? Thì nó nói công an giữ hết trơn đó. Bây giờ hiện nay sổ hồng chị mất luôn rồi. Dạ. Yeah. Trời ơi. Sổ hồng là giấy là gọi là nhà đất, cái sổ hồng mà nhà đang ở đúng không? Yeah. Diện tích nhà lớn không chị? Nhà đó là em nhờ bên công an phường, nó quen biết đó, nó làm cho em. Làm xong rồi đúng không? Dạ. Cái sổ đây, nhưng mà cái diện tích nhà chị đang lớn không? Cái dạ. Sổ có diện tích bao nhiêu? Ngang 4m2 dài 8m. Là mất rồi. Dạ. Là hiện nay sổ đó người ta giữ mất rồi. Là cái người tên Thúy này giữ mất rồi đúng không? Dạ. Đang đi bán mất rồi, cầm mất rồi đó. Nếu chị không ra phường trình báo là chị bị mất. Ngày hôm nay chị ra phường luôn nhá. Dạ. Trình báo là tôi bị mất sổ đó. Dạ. Nhá, chị có cái photo nào chị cầm ra trình báo cho cơ quan địa phương. Nha, và trình báo Sở Tài nguyên Môi trường. Yeah. Nha. Công an phường là một và Sở Tài nguyên Môi trường là hai. Ngay ngày hôm nay chị phải đi ngay tức khắc, nếu không chị sẽ mất nhà. Yeah. Nếu không sẽ có người đến nhà chị đuổi chị ra ngoài, bởi người ta đã có sổ rồi. Nha, ngay lập tức, ngay ngày hôm nay chị xong đội hiệp sĩ quan điểm dương, chị về cầm giấy tờ đó, làm biên bản, làm giấy tờ đàng hoàng ra công an phường. Nha, trình báo mất sổ đó. Yeah. Nha. Yeah. Cái thứ nhất, cái thứ hai là ra Sở Tài nguyên Môi trường trình báo là tôi bị mất sổ đó, bị ăn cắp ăn trộm. Yeah. Nếu không người ta sẽ sang tên đổi chủ là chị sẽ mất nhà. Yeah. Ngay lập tức hôm nay về làm liền nhá, đồng ý không? Yeah. Nếu không là chị mất giày, nó mất tất, mất không còn một cái gì luôn, là đến lúc mà chị ra đường ở đó. Yeah. Nhá. Yeah. Mình không hiểu luật thì mình ra văn phòng luật sư hỏi người ta tư vấn cho nhá. Bây giờ cái sổ tôi thì bị tôi đã gửi nhà này, bây giờ nó cầm đi nó trốn mất rồi, thì bây giờ theo phải làm như nào, người ta sẽ tư vấn cho chị. Yeah. Nhưng em tư vấn cho chị một cách nhanh hiểu nhất là chị ngay hôm nay, chiều hôm nay chị ra trình báo cơ quan công an địa phương của chị đang sinh sống. Nha. Yeah. Là tôi bị mất trộm, mất cắp, mất sổ đỏ, sổ hồng, giấy tờ tùy thân hay gì vân vân và vân vân. Yeah. Sau lúc đó chị đến nhà văn phòng và đến Sở Tài nguyên Môi trường nha. Sở Tài nguyên Môi trường của tỉnh nha. Chị trình báo nha. Yeah. Đó, làm lại để người ta cấp lại cho chị. Để báo cáo là người ta lại khóa lại liêm phong lại. Yeah. Nha. Hiểu không? Yeah. Nếu không chị sẽ mất nhà để liêm phong cái sổ cái đất này này. Yeah. Không người ta sẽ làm sổ sang tên là chị là mất trắng luôn, không còn gì cả. Yeah. Rồi. Hôm nay chị có điều gì mong muốn người tên Thúy này trả lại tài sản cho chị lên tiếng để người ta trả lại cho chị. Em mong muốn cầm đây chị, cầm hình lên, nắm tay run đùng lên. Mày tám. Em muốn kiếm được cái nó là em tìm lại tài sản của em. Chị có điều nào muốn mong muốn và muốn chia sẻ cái video này nhờ anh em đổi hiệp sĩ quan điểm dương chia lên, sẻ lên để cho các cô chú anh chị để cảnh giác cảnh tỉnh nhau. Yeah. Chị có đồng ý không? Dạ đồng ý. Chị nói lên tiếng. Em mong muốn các anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ra, dập trần ra những người mà lừa đảo lấy số tiền của nhà của em vậy đó. Ừ. Rồi. Thực sự câu chuyện của chị rất đáng buồn. Đây cũng là một cái bài học, một cái lời cảnh tỉnh cho tất cả các cô, các chú, các anh chị ở tất cả các tỉnh rất xa. Có thể là tin người vì lý do là người thân, người quen hoặc là bạn bè, đồng nghiệp gặp nhau bất kể trong tình huống nào. Nhưng nếu mua bán đất hoặc mua bán bất kể tài sản gì mà giao tiền kiểu này là thất bại. 100 trường hợp lừa cả 100. Đó. Cái tiền trong túi mình là của mình mà tiền trong túi người khác là hiện nay là của người ta đã chạy rồi. Đó, chạy cầm theo kèm theo rất nhiều cái tài sản khác. Và thực sự em xin thành thật chia buồn với câu chuyện của chị nhá. Em chúc chị cùng với gia đình luôn luôn hạnh phúc, hy vọng là ông xã chị luôn luôn yêu thương chị nhiều hơn. Yeah. Nhá. Mình về thương chồng nhiều hơn ha. Tiền thì đằng nào cũng mất rồi. Nhưng quan trọng là giữ lại đất. Muốn giữ lại đất thì em đã trình bày với chị rồi, không cần nói dài lòng nữa nha. Yeah. Rồi, cố gắng ha. Rồi chúc chị thượng lộ bình an nhá. Yeah. Rồi kính thưa cô chú anh chị các bạn, thì trong thời gian qua rất nhiều các anh các cô các chú ở tất cả các tỉnh rất xa về đây cầu cứu báo tin anh em đội hiệp sĩ quan điểm dương đã bị rất nhiều cái cú lừa và nó vô cùng rất đau đớn, rất ngoạn mục. Đây là để nên một cái câu chuyện một chị gái này hiện nay, một câu chuyện rất đáng thương và rất thương tâm. Nhưng cái điều đó không ai mong muốn, mà không ai xảy không muốn là cái điều đó xảy ra đến với gia đình nhà mình. Nhưng đây là một cái trường hợp rơi vào một gia đình phải nói là vô cùng hiền hành và thật thà, hiện nay đã mất toàn bộ tài sản rồi.
Hy vọng ở đây cũng là một cái video, một cái lời bài học cho tất cả các cô, các chú. Hy vọng là video này đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương đăng lên thì các cô chú anh chị hãy chia sẻ nhiều hơn nữa để giúp đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương sớm tìm được thông tin với người tên Thúy này. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị và bạn trong những video tiếp theo.